Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần sửa lỗi sai trong đề thi của đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Chọn phương án A hoặc B, C, D ứng với các từ có gạch chân cần phải sửa trong các câu sau. Rồi, đây là cái dạng bài rất thân thuộc của chúng ta. Chúng ta sẽ làm vào luôn, làm trực tiếp trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ dịch sơ sơ ra cái câu này ha, để chúng ta xem cái nghĩa của nó có gì bất thường không, về nghĩa không. Là những cái nghệ sĩ nè, dân gian, dân ca có feel là cực kỳ ít ha, có cực kỳ ít hoặc là không có luôn cái sự đào tạo nghệ thuật bài bản chính thức. Rồi, nghệ sĩ dân gian thì có rất rất là ít hoặc là không có cái sự đào tạo bài bản. Bây giờ chúng ta hãy phân tích xem họ gạch dưới từng cái từ một ha. Bây giờ họ gạch dưới từ ở feel, chữ feel thì các bạn phải nghĩ ngay tới là chúng ta đã học ở lớp 7 thì có đề cập tới feel, a feel little, a little. Thì rõ ràng á, feel với a feel là sử dụng danh từ đếm được, còn little với a little danh từ không đếm được. Bây giờ nếu họ đã gạch với chữ feel thì họ đang kiểm tra chúng ta là đếm được hay không đếm được. Thì chúng ta hãy xem phía sau. Bây giờ feel một vài cái gì? Một vài cái training ha. Feel là feel cái training này nè. Mà feel này á, là phải dùng đếm được. Mà đếm được thì chữ training này phải có S. Mà chữ training là đào tạo ha. Chữ này là được xếp vào danh từ không đếm được. Chúng ta không được thêm S. Người ta nói đào tạo chung thôi, chứ không nói là những cái đào tạo. Thì chữ training này là uncountable noun. Vậy thì câu 43 chúng ta sai câu A. Bởi vì feel dành cho danh từ đếm được. Thì để sửa lại khúc này thì các bạn sửa thành little. Rồi, các bạn sửa thành little. Các bạn lưu ý là feel với little nghĩa là giống như là no ha. Là cực kỳ ít, hầu như không đó nha. Còn a few thì vẫn còn có một chút, a little còn có một chút. Đặc biệt lưu ý chỗ này. Bởi vì một số bạn nghĩ là a little với little thì a little ít hơn là little. Rồi. Chữ few và little mang nghĩa phủ định. Bây giờ chúng ta qua câu số 44. Nhiều người đã phàn nàn về bụi từ nhà máy. Thì về nghĩa thì không vấn đề gì. Rồi, một số câu thì họ sẽ đoán chúng ta, sẽ đối chúng ta về nghĩa ha. Dịch ra nó rất là kỳ, nghĩa nó sai. Bây giờ họ gạch cái chữ many, many là nhiều. Many dành cho danh từ đếm được, ở đây là people, people đếm được thì chữ many là đúng rồi. Đã phàn nàn thì người ta gạch cái chữ phàn nàn là người ta gạch cái động từ. Phàn nàn cái động từ. Mà người ta cho chúng ta chữ he phía trước, mà người ta cho chúng ta b một ở đây, thì rõ ràng rằng chữ này đã sai rồi ha. Không thể nào đây b một hoặc nó có thể là một danh từ hoặc là một top ba. Vậy chỗ này chúng ta phải sửa thành v ba, biến thành v ba thì sẽ đúng ha. Chúng ta thêm ed vào này, không thể nào mà have cộng v một được. Bây giờ chúng ta qua câu số 45. A huge amount of tourists, là một số lượng khổng lồ du khách đến cái thành phố này mỗi năm. Rồi, cũng đã lưu ý cho các bạn, khi mà người ta gạch dưới các danh từ chỉ số lượng, trong trường hợp này người ta gạch dưới là a huge amount of, là danh từ chỉ số lượng, thì chúng ta phải xem nó là dùng cho danh từ số nhiều số ít. Bây giờ chúng ta nhìn ở phía sau, chúng ta thấy rằng tourist là danh từ đếm được ha. Và người ta thêm S, danh từ đếm được số nhiều. Mà chúng ta biết là amount of, một số lượng, là dùng cho danh từ không đếm được. Ngược với nó là number of,
Vậy câu số 45 chúng ta sửa thành a number of ha. A huge number of, vì nó ngược với cái từ a huge amount of ha, là dùng cho danh từ đếm được. Người ta cho chúng ta là danh từ đếm được. Bây giờ qua câu 46, bộ phim thì quá hấp dẫn đến nỗi tất cả khán giả quá chán ha, quá chán đến nỗi khán giả đi về nhà trước khi nó kết thúc. Rồi. Các bạn lưu ý là khi mà người ta cho chúng ta một cái tính từ thì các bạn phải suy nghĩ ha. Chúng ta phải có những câu hỏi như thế này. Thứ nhất là vị trí đúng chưa? Thứ hai là tính từ này có xài cho vật hay xài cho người? Bây giờ bộ phim thì quá hấp dẫn. Thì các bạn thấy rằng rõ ràng rằng là bộ phim là vật. Vật thì chúng ta không dùng là bo thêm ed mà người ta dùng chữ boring. Vậy câu A là câu sai rất là rõ ràng. À, câu 46 câu dễ. Thì khi nó sai rõ ràng như vậy chúng ta không cần phải phân tích những câu ở phía sau nữa. Bây giờ câu 47. Cô ấy từ chối để mà nói với chúng tôi. Tại sao cô ấy khóc? Đây cũng là một dạng lỗi sai rất là thân thuộc ở trong các kỳ thi. Đây không phải là câu hỏi. Đây không phải là câu hỏi. Đây chính là câu tường thuật. Mà không phải câu hỏi mà chúng ta không được đưa to be lên đứng đầu như thế này. To be trước chủ ngữ. Chúng ta phải sửa là why she was crying. She was crying. À, các bạn lưu ý đây không phải câu hỏi ha. Để không có đưa tụi bị đâm đầu như thế này. Đó chính là câu tường thuật. Vậy chúng ta chọn câu D. Vậy là chúng ta đã xong phần sửa lỗi sai của đề thi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn lại gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm các phần tiếp theo của đề thi. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt.